Tiếp theo chúng ta có bài 2, đó là một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm, một đầu được giữ cố định khi chịu tác dụng của một lực là 5 N thì lò xo dài 24 cm. Tìm độ cứng của lò xo. Câu A, câu B, đó là để lò xo có chiều dài 22,5 cm cần tác dụng được bao nhiêu, và câu C, khi chịu tác dụng là 10 N thì chiều dài lò xo là bao nhiêu. Các em quan sát qua hình vẽ, kỹ thuật hình vẽ. Chiều dài ban đầu của lò xo là bao nhiêu? Khi lò xo chưa chịu tác dụng của lực và chưa bị biến dạng, chưa thay đổi kích thước cũng như hình dạng, khi chịu tác dụng của một lực kéo là 5 N, lò xo được kéo ra và chiều dài của đoạn này đã được thay đổi và chiều dài bây giờ là L. Độ biến dạng của lò xo là chiều dài L trừ cho chiều dài ban đầu là delta L đã xuất hiện. Và khi kéo ra thì chỗ này sẽ kéo, đang kéo lò xo giãn ra thì trong lò xo sẽ xuất hiện một lực đàn hồi trong lòng trục của lò xo kéo theo phương ngược lại chống lại sự biến dạng của lò xo. Do đó ép đàn hồi và ép kéo ngay chỗ này sẽ xuất hiện một cặp phản lực ở đây. Cặp phản lực này sẽ cân bằng nhau và bằng không để cho trạng thái hoặc là đang được đứng yên. Do đó theo định luật 2 N ta có ép kéo cộng ép đàn hồi bằng không. Chọn chiều dương là chiều hướng vào lò xo, tức là chống lại sự biến dạng của lò xo, ta có được trừ ép kéo cộng ép đàn hồi bằng không. Do đó ép kéo bằng ép đàn hồi bằng K trị sự cố delta L. Tiếp tục, chúng ta có được ép kéo và ép đàn hồi bằng K nhân delta L sau khi chúng ta đã phân tích cái hình sau thì chúng ta đã tính được ở câu A. Câu A là tìm độ cứng của lò xo. K bằng ép kéo chia cho trị trực đối delta L bằng 5 N chia cho trị trực đối của L trừ L 0 hoặc bằng 5 chia cho trị trực đối của L trừ cho L 0. Cái nào cũng được, mục đích chúng ta là bằng độ biến dạng của lò xo và delta L. Hai những số lượng vô ta có 5 chia cho L là bằng 0,24 m, L0 là bằng 0,2 m. Hai bằng chúng ta tìm ra được độ cứng cao. Ở câu B, đề bài nói cần thay đổi cái lực kéo này là bao nhiêu để cho cái chiều dài của lò xo đang dài ở 22,5 cm, thì để thay đổi L này thì lực kéo cũng thay đổi theo. Vì chúng ta có công thức ép kéo bằng K nhân trị trực đối delta L bằng K nhân trị trực đối của độ dài của lò xo trừ cho độ dài ban đầu của lò xo, tức là L trừ cho L 0, và thông số chúng ta thay là độ cứng K không thay đổi vì lò xo không có cắt hay ghép gì cả nên độ cứng vẫn giữ nguyên. K đáp án của bạn ta đã có. L là chiều dài của lò xo cần dài hoặc cần thay đổi bao nhiêu thì chiều dài lò xo là 22,5 cm, ta thay vào trừ cho chiều dài ban đầu của lò xo chưa bị biến dạng, đó chính là L0 bằng 0,2 m. Với các thông số đó chúng ta có thể tìm được câu B. Với câu C, thay đổi lực kéo. Bây giờ cái lực của chúng ta không biết kéo hay nén như thế nào, và để tìm cho cái lực này bằng 10 N thì L sẽ thay đổi ra sao, thì chúng ta có được ép kéo bằng K nhân trị trực đối của delta L bằng K nhân trị trực đối của L trừ L0 bằng 10 N bằng K nhân trị trực đối của L trừ L0. Đối với đáp án câu C, chúng ta có được hai đáp án L. Vì ở đây người ta nói tác dụng một lực bằng 10 N, người ta không phân biệt ra được, không nói rõ ra được lực này là lực kéo hay lực nén, nên L có thể sẽ lớn hơn L0 nếu đây là lực kéo, L này sẽ là nhỏ hơn L0 nếu lực này là lực nén. Các em giải bài ra và chúng em phải quan sát những điều này thật kỹ. Chúc các em thành công.